Nên cuộc sống của Canada cũng rất là đơn giản và bình dị giống như ở quê mình vậy. Thì những cái video mà Khánh Ngân á gửi cho các bạn xem á, là những hình ảnh rất là thật về cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam ở Canada. Vẫn có món cá chiên mắm nè các bạn, thấy mắm hấp dẫn không? Đây là rau mồng tơi. Thì hy vọng rằng những cái video của Khánh Ngân gửi cho mọi người xem, mong rằng mọi người sẽ vui vẻ và cái cảm giác mà ấm áp và những món quê hương, hình ảnh rất là thật ở đời thường sẽ giúp cho quý vị vui nơi nơi ở một nơi xa xứ nhé. Khánh Ngân cảm ơn rất là nhiều. Mong rằng quý vị hãy ủng hộ cái chương trình của Khánh Ngân.